Xin chào tất cả các bạn. Tôi này có một ứng dụng kiếm tiền nữa, đó là Uventu. Phần mềm Uventu này kiếm tiền. Chúng ta đăng nhập vào. Vâng, chúng ta bắt đầu lại nhập cái mã giới thiệu của họ vào. Và tìm mã giới thiệu ở trên ứng dụng. So clearly I can't trust Kerensky. So I'm gonna have to ask you, Michaela. Ta lấy tạm một cái mã ở đây. Die a hero and live long enough to see yourself become the villain. I don't know what that meant, but it's creepy enough to let you go on the date. So, Michaela, would you do me a favor, stand over here next to Kerensky for me? I'm just gonna take their picture, and whenever I have my picture taken, I always say cheers. What do you say when you have your picture taken? Hamburger, good burger, can I take your order? Khi chúng ta đang nèo vào đang ở level 1, chúng ta không có
không có bất kỳ các ứng dụng nào để tải về. Đây, đây là vấn đề, chúng ta tải ứng dụng về và chúng ta phải đợi 3 ngày khi chúng ta dùng 3 ngày. Đây, chúng ta cài ứng dụng này ra. Thì chúng ta có 5 point. Bật cái này lên. Bật cái này lên để cho phép khi cài ứng dụng mà nó sẽ được quen point chuyển thẳng vào phần mềm của các bạn. Đây, thiết bị của mình không tương ứng. Khi không tương ứng thì thôi, chúng ta lại trả ra. Trả ra thì chúng ta lại kiếm một cái khác. Đây, cái này là chúng ta cài xong dùng 3 ngày. Chúng ta để trên máy mình 3 ngày thì mình mới được 8 point. Chúng ta cứ làm theo họ thôi. Thì cài đặt thì những cái này thì chúng ta cài đặt rất dễ. Cài đặt rất dễ và làm cứ cài một cái ứng dụng ra thì mình được 8 point. Đấy, chúng ta chuyển ra. Đợi tí chúng ta vào máy nghe nhạc. Các cái phần mềm kiếm tiền trên điện thoại này là những phần mềm bao win. Tôi gọi lại là những phần mềm bao win. Nó làm tạo ra những cái phần mềm bao win thế này là giúp cho giới thiệu các ứng dụng mới để lên top các phần mềm cài đặt về cho nó để tạo ra. Mình thì cài đặt ra thì được một lửa, thì họ cũng được một lửa số tiền, đó là ví dụ như 5 đồng cho một lần cài đặt thì mình được 2,5 đồng. Đây, ta xong rồi, ta vào lại YouTube để xem. Những cái này chúng ta phải dùng trong thời gian là 3 ngày tất cả. Cái này thế, chúng ta cứ cài đặt ra thì cái này không được. Khi chúng ta không có ứng dụng ấy thì chúng ta lên chơi trò chơi để tăng level. Tăng được level 20 thì bắt đầu chúng ta có một cái mã, đó là mã giới thiệu. Khi chúng ta có mã giới thiệu rồi thì chúng ta lại tuyển user. User là những người mình giới thiệu, là những người họ mình được giới thiệu thì họ kiếm tiền thì mình lại được hưởng hoa hồng từ những người bên dưới. Phần mềm này rất hay là như thế. Đấy, các bạn được tăng 1.000 một cộng bằng xui thì chúng ta được được bạn bạn chơi thêm bấm nhiều rồi bấm bấm cứ sau 14 giờ hàng ngày. Đấy, 14 giờ là nó sẽ cộng tiền các trò chơi này mình chơi thì nó được tiền, thì nó lại nhảy lên trên kia cho mình thôi. Mình chơi được không phải lắm mà là mình không mất hai đồng để mua nhân ba. Chúng ta chơi trò chơi này thì có việc để tăng nơi vào để mình vẫn nhanh nhé. Mình trước gần bò như trước mình chịu khó mình tạo thêm level thì về sau các bạn nên được level 20 hoặc là 50 thì các bạn sẽ có rất nhiều ứng dụng tải về.
và lúc đó các bạn số tiền của các bạn sẽ tăng lên rất nhiều. Mã đăng ký ở level 20 thì các bạn sẽ chia sẻ cho các bạn. Và đây là game để cho chúng mình chơi để lên level. Đây là một win 100 point. Và cái này chúng ta cũng lên level là 50 point. Cái này là ship level 10. Và đây là số tiền của mình. Đây là số tiền. Đây là cài đặt MP3 Oi. Cái này phải dùng 3 ngày thì mình nó mới cộng tiền lại cho mình. Không sao. Thôi chúng ta cứ từ từ thôi. Không nên vội vàng làm gì. Đây là người chơi cấp 1 của mình. Nghĩa là nhập một mình thì không có người nào. Thì bây giờ level 1 mà. Nên các bạn cũng tập chơi cái này để lên level cho nhanh nhé. Tiếp theo là tiền. Cái này là rút tiền ra. Cái này là thẻ điện thoại mobile này. Đấy, 200 point.
250 point thì mình rút được ra. Cái này cũng thế. Cái này user, cái này là trạng thái của mình. Cái này các bạn cùng mình chơi lên level 20 thì tất cả các điều kỳ diệu phía sau của phần mềm này sẽ được chúng ta tối ưu kiếm tiền. Và xin chào các bạn, đây là level 1, chúng ta hãy cùng nhau lên level 20 nhé. Cảm ơn và chào các bạn.